cha con đó mọi người. Cái thằng đen thui thù lùi với cái thằng dạng khè đó đó, cái mà rất là liên quan nha, nhịn cái là biết cha con liền luôn á. Nói nào ngay, thật sự là ban đầu tôi tính đặt cái thằng mập đó tên là Hải, mà kêu mập mập ghét rồi quen miệng nên bỏ cái tên Hải luôn. Còn cái thằng đậu này nè, hồi đó tính đặt tên Hiếu. Trời ơi, đứa Hải đứa Hiếu rồi đó, nghe tên là thấy đẹp trai rồi. Mà bị cái hồi đó lần đầu tiên chăm mèo sơ sinh mà mèo đẻ một con nó, cho nên cũng hơi rén. Thằng đậu này nó khá là còi so với những con mèo con mới đẻ, tại vì mẹ nó không có sữa, nó đâu có chịu uống sữa ngoài đâu, là phải ép mỗi ngày. Chưa kể nó hay vậy nè. Thì không biết là có bạn nào có mèo con mới đẻ mà nó có hiện tượng này không? Nói tôi nghe với cái này nó có bình thường không? Tại tới giờ tôi cũng không biết lúc đó nó đang bị gì hết trơn á. Cảm giác như nó khó thở như nó là không có ra tiếng. Lúc đó tôi nhắn hỏi bác sĩ thì người ta nói nhìn nó giống bị khó thở gì đó, kêu đem lại thì để người ta hỗ trợ thở cho nó. Mà tôi băn khoăn lắm, tôi không dám đem tại vì nó quá nhỏ đi, tôi sợ nó bị lây bệnh. Cho nên là tôi tính đợi xem một hai bữa coi nó có bớt không, hơn là vài bữa sau nó hết nha. Đó, nói chung là cũng lung tung beng lắm, cũng sợ. Cho nên là thôi không dám đặt tên đẹp, kiếm cái tên nào xấu xấu bần bần rồi đặt cho dễ nuôi, đặt tên đậu luôn đó. Mà càng lớn nó càng xấu thiệt nha, nó xấu theo tên luôn á. Mà ngộ nha, thằng cha cũng đẹp trai nha, nhỏ mẹ cũng đẹp gái chứ, tại hơi ốm thôi chứ nhỏ này nó cũng dễ thương. Mà sao thằng con nó xấu quắc vậy?